Cô quen một cái anh chàng này là vợ bỏ đi 8 năm. À. Xong là cô cũng quen 1 năm, nhưng mà mỗi tội ghen, sinh năm 85 à. Trời ơi, ơi. Cô năm nay là 60 tuổi mà cô quen cái anh kia sinh năm 85. Người ta vẫn ghen quá, cô phải bỏ trốn đi ra Bắc lại gặp cái anh này. Trời ơi, sao mà cô quen chị vậy? Tại vì nợ đời của mình sinh năm 85 là ít hơn cô gần 40 tuổi luôn á. Sinh năm 85, năm nay mới 30 tuổi. Ồ, ít hơn gần 30 tuổi. Mà sao cô quen chị vậy? Thì người ta, mình cũng làm ăn thật thà, rồi. Nhưng mà gia đình người ta cũng chịu. Rồi. Nhưng mà mình mỗi tội người ta ghen thôi. Rồi, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một cô cũng lớn tuổi rồi. Và kinh tế cũng tương đối cô ha. Cô thì nói chung là... ổn định ha. Cũng đủ ăn thôi. Rồi, thì cô lên cô tìm kiếm một nỗi thương của mình cũng hết sức đơn giản và cũng khá đặc biệt và cũng hơi độc lạ chút xíu. Thì cái sự thật như thế nào và kết quả ra sao thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào cô nhé. Rồi cô cũng chào tất cả anh em cộng đồng trong nước ngoài nước. Rồi cô giới thiệu chút xíu về bản thân mình, mình tên gì, bao nhiêu tuổi, đời đến từ đâu? Cô tên Phạm Thị Tranh. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô để điện thoại bạn đi. Cô sinh năm 1963. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ồ, 60 tuổi. Tình trạng hôn nhân là sao cô ha? Cô trước giờ thì cô có lấy chồng mà không đăng ký kết hôn, nhưng mà chồng thì đi theo người khác rồi. Chồng đi theo gái à? Theo gái năm 2005 đến giờ. Mình đến. Đến giờ là đi nay cũng lâu rồi không về. Mình có mấy người con? Hai người con. Mình ở với nhau được bao lâu rồi chồng đi theo gái? Thì nói chung là cô cũng không để ý. Hồi xưa ông ấy làm ở công nhân đường sắt ra Biên Hòa này. Xong là ông đi làm các nơi á. Xong là ông ấy đi về Long Khánh. Ông quen một cái bà người Huế Long Khánh. Bà là cái bà đó là cô kêu bằng bà là chắc lớn tuổi hơn lớn hơn chồng cả hơn một con giáp bà. Bà này bà ấy có một đứa con gái, nay bà ấy già lắm rồi, nay bà ấy 70-80 rồi. Bà ấy già rồi nhưng mà bà ấy có tiền thì chồng đi theo thôi. Đi theo luôn. Giờ ở Long Khánh giờ vẫn còn ở với nhau luôn hả cô? Giờ thì không ở với, như là mỗi người một nhà riêng. Bà này có con ở bên nước ngoài, có đứa con gái lấy chồng ở Đài Loan. Rồi. Xong là ông ấy đi bán mua cho mấy con bò rồi ở trong cái trại bò đó. Chồng cô mới có 60 tuổi mà bà đó 80 tuổi. Chồng sinh năm 56. Lúc đó làm sao có phát hiện ra là chồng mình đi theo gái? Tại vì chồng đi làm không về. Xong là cô ấy đi bế con mới đẻ năm 94 với con mới gả đi xuống Long Khánh kiếm thì thấy mấy cái người đường sắt làm chung ấy hỏi bảo là ông ấy đi vào nhà bà kia rồi. Nhưng mà mình có bắt tại chặn không? Có. Trời ơi, bắt tại chặn đang làm một việc luôn hả cô? Xong là bỏ luôn từ lúc đó nhờ. Nhà bà nội thì ở Bầu Cá. Nhưng mà lúc bắt tại chặn thì chú về, có nói gì không? Về nhà bà mẹ chồng thì mẹ chồng bảo là thế giờ không ở với nhau nữa thì thôi, nó đi ở Long Khánh thì thôi, giờ mới bế con mà đi kiếm làm gì. Thế là thôi luôn từ đợt đó giờ. Khi cô bắt tại chặn rồi cái cô kia có nói gì không? Hay là bỏ chạy? Bỏ chạy, nhà nó ở đấy nhưng mà nó không cho mình vào. Mình vào tận nơi nhưng mà công nhân đường sắt mấy người, mấy chú cũng dẫn mình vào đấy tận nơi nhưng mà cái con nó đóng cửa nó không cho mình vào. Cảm giác mình cô chắc luôn. Cũng sốc vậy ha. Thế là mấy chú, nói chung là mấy chú cũng thương mình, mấy chú dẫn tận nơi chỗ ông này ở luôn à. Mà chồng cô mà theo cái bà hơn cả 20 tuổi, khiếp.
Giờ ông cũng già lắm rồi. Nói chung là ông đầu bữa nay đầu bạc hết rồi, già lắm. Nhưng mà cô kệ thôi, giờ đã, cái duyên của mình không đến thì thôi. Giờ mình cũng níu kéo cũng chẳng được. Giờ có hai đứa con thì chả quan trọng. Ừ, chắc chồng cô ham giàu phụ tình cô hay là sao? Đúng rồi. Hồi xưa cái bà này bà ấy có một đứa con gái thôi, người Huế. Nhưng con bà ấy đi lấy chồng Đài Loan. Cái thằng con rể nó mua cho bà ấy, mua cho bà ấy cái nhà. Rồi ông này đi theo để ở đấy. Rồi theo ở một thời gian rồi ông đó, bà này đi sang bên Đài Loan ở, ông này ở nhà. Rồi từ ngày mà chồng cô theo gái có về thăm con gì này kia không? Không, không lưu tới, cô không quan trọng lưu tới nữa. Không, không có lưu tới nữa. Rồi mấy người con giờ còn liên lạc với cha không? Không, không. Một thằng luôn. Lấy vợ ở Thái Nguyên. Một thằng giờ mới lấy vợ ở Bình Phước. Cô không quan trọng cái đó nữa rồi. Dạ, từ lâu hồi đó là mình có tìm hiểu thêm anh nào chú nào nữa không cô ha? Nói chung là cô đi ra ngoài đường buôn bán thì cũng nhiều người theo lắm, mà cô cũng không có vừa mắt ai cả. Nói chung là như vậy luôn. Mà người trẻ theo cô cũng không có đồng, không phải là không đồng ý. Mình không, nói chung là mình còn phải đi kiếm tiền nuôi con. Mình cũng không có quen ai cả. Nhưng mà mấy người cha trẻ rồi cũng theo cô nhiều lắm ha? Cô đi bán nước ngoài công trình ấy. Cô bán ở tận ngoài Hưng Yên kia, chứ không phải ở đây. Xa. Xa, nhưng mà cô về đây là cô về đám cưới rồi sẵn rồi. Cô cũng xem TikTok nhiều rồi cô đi lên đây ấy. Tại vì hộ khẩu cô ở đây, gia đình cha mẹ ở đây, thì cô về cô đi lên đây thôi. Bán nước và tặng Hưng Yên là Hưng Yên công trình Vincom, nó mấy chục ngàn người á. Trời ơi, bán một ngày chắc kiếm thu nhập không, cũng cao lắm hả cô ha? Không, hồi trước thì bán được lắm. Hồi trước cứ bán buổi sáng 2 triệu. Trời ơi. Buổi chiều là như cô về cô còn nấu cơm cho công trình cũng mười mấy hai chục người. Bây giờ cô đi cô cũng đóng cửa quán ở đấy. Cô đi về đây. Tại vì cô về đám cưới con của nhà. Nên lên chương trình là thấp thu mấy triệu á. Ngày một ngày kiếm 3 triệu. Đá cô ha. Hồi trước cứ bán mới đầu cô mới ra là bán buổi sáng 2 triệu, cứ 5 ngày là được 1 chỉ vàng. Oh, hồi đó bán thích lắm, nhưng mà bây giờ kiểu đông quá, người ta đi vô đông mình bán lại. Với lại bây giờ nó thấy bán được ấy, con gái nhỏ nhỏ không nó vô. Cái thằng đấy thì đâu có con đàn bà, con gái gì mấy, thanh niên không. Nó thấy con gái này nó bu đấy nó mua. Mình bán ế bây lại. Giờ cô bán nhiều quá cái bầu mấy đứa con gái nó mặc đồ sexy ra nó bán, cô bán không lại nó. Đúng rồi, giờ thì mình bán không lại rồi. Hồi trước mới đầu á chở một như là chở một thùng to, xong là chở một bao dựng đằng trước nữa, chở xe nó chở phải 100 kg không, vậy mà đến chưa hết. Nhưng mà lúc đó là thanh niên rồi theo cô nhiều lắm hả? Ở ngoài thì nói chung là mình bán công trường mà đàn ông con trai không có đàn bà mấy. Cho nên là nó thấy mình bán nước nó mua lại, nó mua một buổi sáng 4 lít cà phê. Buổi sáng 4 lít, cô mới bán đấy cô mày. 15 ngàn ly cà phê sữa, vậy thôi. Buổi sáng là con cô nó mới gửi cho 30 lít cà phê cũng hết rồi. Nhưng mà quá trời thanh niên quá vậy mà không có ai vừa ý cô hả? Nói chung là mình, người ta nhiều người thì trẻ quá, nhiều người thì nó lại già ngang ngang, mình lại có vợ, người ta thích mình thì mình không ưng được. Mấy người được thì có vợ, mà mấy người ấy thì trẻ quá. Thì lại mình không thể nào mình quen được, người ta ngang với mình thì lại có vợ, mình không muốn mất hạnh phúc gia đình nhà người khác, thì mình thôi mình ở vậy thôi. Nói chung là bây giờ cô cũng có một người, nhưng mà người đó người ta có vợ rồi. Cô không, cô đi về cô không có quan tâm đến người đó làm gì. Người ta mất công người ta. Cô có vợ rồi thôi cô. Không, mà lại thua một con giáp nữa. Trời. Nói chung là vậy, cô không thể quen được. Cô quen người mà ít hơn cô một con giáp luôn hả? Đúng. Nhưng rồi. Mà cũng quen lâu không? Quen thời gian lâu không? Cô đi ra ngoài bán một năm là quen một năm đấy. Nhưng mà giờ cô... Sao mà cô lại thích trai trẻ vậy? Không phải, người ta theo mình. Người ta nhìn người ta còn già hơn cô nữa. Đây hình đây.
Nhưng mà cô quen được bao mấy bao nhiêu lâu nè? Từ hôm nói chung từ đầu năm nhỉ. Từ đầu năm rồi là cũng đã ăn ngủ với nhau rồi. Không, người ta ở quê Hải Dương. Ta cứ làm công trình thì lâu lâu người ta đến quán mình ấy thôi. Thì để cũng có ai gọi, nói chung là cũng có ăn ngủ, cũng có ngủ với nhau rồi. Đúng, có. Thì đấy. Chứ mình còn thoát sao được, mình quen người ta mình sao thoát được. Mà cô mà nhưng quen mà mình không giữ làm nhà gia đình người ta mất. Nhưng mà sao mà cô quen người ít tuổi vậy? Người ta còn nhìn đường già hơn cô đấy. Vậy á. Đi ăn ngoài nó nắng đen, nhưng bây giờ lại rét rồi. Ít hơn một con giáp luôn. Nhưng mà cái người đó chủ động thương cô hay là cô... Nói chung là cô bán thương. Cô bán ở ngoài công trường. Là cô bán thì người ta đến người ta bu đông. Thì người ta mua thì... Nói chung là mình thì đàn bà mình phải là tươi cười mình mới bán hàng được. Yeah. Thì mình thế mình cũng... Nói chung là mình bán thì người ta cũng thích mình thì mình ấy vậy thôi. Chứ mình cũng không có để ý là mình thương người ta. Nó thật sự như vậy, người ta cũng chẳng giúp mình cái gì. Mình cũng không lợi dụng người ta mà người ta không lợi dụng mình. Mình sống là sống thực tình. Thành ra mình cũng không muốn dây dưa đến người ta làm gì. Mình đi vào trong miền Nam thôi. Khi cô chia tay có nói sao? Anh chị quá hả hay sao? Rồi mình đi vào đây thì mình không liên quan gì đến thì thôi. Có mắc mớ gì đâu, có cái gì mà mắc mớ. Sau khi mà mình cô quen biết một thời gian này, cô phát hiện ra là có vợ hay là mình biết trước? Mình cũng biết là có vợ, mình bảo là thôi anh có vợ thôi đi về đi. Chứ đừng có quen tôi, nhớ sau này vợ biết này mất công này. Nhưng mà anh đi nó không chịu về. Anh ta không chịu về. Thế ngày xưa chồng cô cũng đã từng vì phú quý, giàu sang mà bỏ cô đi theo một bà hơn 20 tuổi. Mà bây giờ cô biết người ta có vợ mà cô vẫn đến với người ta thì cô có nghĩ gì trong lòng không? Cô có đến đâu. Cô nói là cô, nói chung là cô ở xa phương cầu thực, ở đất Hưng Yên cô không quen một người nào, không bà con dòng họ. Tự cô là đi bán nước là cô quen người đó. Nói chung là cô có một người. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Ở Long Thành. Nhưng mình đã ăn ngủ với nhau rồi mà. Thì ăn ngủ thời đại bây giờ có là cái gì đâu. Cô đi bán nước ở Long Thành. Cô quen một cái anh chàng này là vợ bỏ đi 8 năm. Yeah. Xong là cô cũng quen 1 năm, nhưng mà mỗi tội ghen, sinh năm 85 rồi. Trời ơi, cô năm nay là 60 tuổi, mà cô quen cái anh kia sinh năm 85. Người ta vẫn ghen quá, cô phải bỏ trốn đi ra Bắc lại gặp cái anh này. Trời ơi, sao mà cô quen chị vậy? Tại vì cái nợ đời của mình... Sinh năm 85 là ít hơn cô gần 40 tuổi luôn á. Sinh năm 85, năm nay mới 30 tuổi. Ồ, ít hơn gần 30 tuổi. Ừ. Mà sao cô quen chị vậy? Thì người ta, mình cũng làm ăn thật thà, rồi. Nhưng mà gia đình người ta cũng chịu. Rồi. Nhưng mà mình mỗi tội người ta ghen thôi. Rồi cái thanh niên sinh năm 85 đó thì cô đã ăn ngủ với nhau được bao nhiêu lâu rồi? Cô nói chung là đợt đó là cô cũng bán hàng, là cô cũng bán dịch đấy. Là cô bán ở khu đó không ai bán lại cô đâu. Rồi, không những biết rồi, nhưng mà cái thanh niên 85 là quen được bao lâu? Có 7-8 tháng thôi. 7-8 tháng này cũng ăn ngủ với nhau cũng một thời gian. Nhưng rồi. Nhưng mà nói chung là gia đình nhà người ta cũng quý mình. Rồi. Cha mẹ nó cũng quý mình. Sinh năm 85 thì cái cha mẹ của người đó chắc cũng bằng tuổi cô chứ nhiều. Không, nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhưng mà cô mà cô nhỏ con, bà mẹ của hắn ấy to con, nó già. Rồi, thế lúc đó thì ăn ngủ với nhau được bao nhiêu lâu? Mấy tháng ấy, thì cô cũng làm, anh ta có đất tái định cư cũng làm. Cô bỏ tiền, hồi đó cô cũng có tiền, cô bỏ tiền ra cô làm một cái quán đất của người ta. Rồi. Xong là mình làm lên một cái quán, mình bán 5 nhân 25 đấy, mình làm một cái quán 200 triệu. Bây giờ khi mình tức quá mình bỏ đi, mình lỗ mất hết, thế là thua, không còn mất cái gì. Thôi nhưng mà cô quen cái thanh niên kia sinh năm 85 thì có vợ hai đứa con, vợ bỏ đi theo trai. Chắc là cũng thanh niên nó cũng khỏe đúng không? Không, bình thường thôi. Thế cô ăn ngủ với thanh niên nó có nhiều không? Không, người ta, cái anh chàng này cũng bị bệnh. Bệnh gì? Đau lưng. Ui trời.
uống thuốc nhiều, nó yếu, yếu không đi làm nữa. Thế mỗi lần mà lấy thì được mấy cái? Không có, tuần để một cái. Tuần có cái? Vậy dạ, mới theo trai. Tuần có cái. Vợ đi theo trai thì. Mà mỗi lần thì mỗi đêm chỉ một cái thôi à? Mà mỗi tội chịu khó thôi, mỗi ghen nữa. Ghen. Sinh năm 85 mà còn ghen với bà 60 tuổi. Trời ơi. Nó bảo là chưa bao giờ mà gặp người đàn bà nào giống bà. Sao vậy? Tại vì nó bảo là vợ nó đi theo trai, nhưng mà nó đi theo, nó cũng đi chơi nhiều, nhưng mà nó chưa bao giờ gặp một người đàn bà nào giống như như bà. Cô? Ừ. Là tại sao? Giống là giống như thế nào? Nó bảo là mình thì nói chung là mình không phải khoe mình hay đâu, nhưng mà từ người ta cái ấy thì người ta mới biết mình. Nhưng mà ý là thanh niên nó khen cô thế nào, là trẻ đẹp hay là biết làm đúng cách hay sao? Không, không phải biết làm cách gì. Người hạ người mình thì nói chung là mình không có xe xua, không có làm gì. Người đàn bà mình nói chung là cũng còn tạm được thì người ta mới vì ghen mình thôi, nên mà mình không còn ý là vẫn còn ngon, điện nước còn ở kia vẫn còn ngon lành. Điện nước thì đầy đủ, nói chung là tao có ghen, nó không cho ra ngoài. Đi đâu một bước là nó chở đi. Trời. Nó không cho đi, mình có một cái xe Vision, nó một cái xe SH, đi đâu là nó khóa cái xe Vision lại, cất chìa khóa đi. Nó để cho mình đi xe của nó. Nhưng mà sao thanh niên nó yêu cô dữ vậy, mà sao mà cô không sống chung với người đó? Không phải, mỗi tội nó ghen. Ghen á? Ghen quá. Đập mấy cái điện thoại ra luôn. Thế thì chắc cô đi, cô có mối quan hệ không, ở ngoài không? Mình bán cơm. Mình bán cơm. Cơm người ta đến ăn cơm, cái người ta lấy số điện thoại nó đi ship luôn. Ăn cơm thì thôi, lấy số làm chi? Nó đi ship cơm chứ mình không có cầm điện thoại. 6-7 tháng trời nhà mình, em mình nó đăng lên là mất chị. Đi kiếm chị nó mới cho mua điện thoại. Rồi nó lại đập ra. Giả sử ai gọi cho mình, em mình gọi cho mình thì nó lại đứng rồi, ở phòng nghe. Thế thì cô đó. Sống cùng với thanh niên nó được 6-7 tháng. Mỗi tụi ghen. Mỗi tụi hay ghen. Rồi. Mỗi tụi ghen mới bỏ đi. Ghen quá không thể tưởng tượng được. Thế thì cô bỏ đi là cô bỏ thanh niên đó hay là thanh niên nó bỏ cô? Cô bỏ đi chứ. Sao cô, bỏ người ta? Cô bỏ đi xong mẹ, tại vì ghen quá cô không chịu được. Mẹ nó bảo là mày đi rồi ấy, thằng Thái nó điên dại lên rồi. Thế cô có bằng tuổi mẹ người đó lớn tuổi hơn cô hả? Mẹ lớn tuổi hơn. Chắc lớn hơn một vài tuổi chứ mấy? Không, mẹ lớn hơn chục tuổi. Chục tuổi về cô gọi bằng mẹ hay bằng chị? Mẹ. Rồi cái người thanh niên đó ít hơn cô 30 tuổi đó gọi cô như thế nào? Gọi tên thôi. Không gọi anh em hả? Có chứ. Gọi tên thì lúc thích gọi nào gọi. Cô gọi người đó như thế nào? Cũng gọi tên thôi. Anh nhỉ, em tên nhỉ cô. Cậu. Nói chung là mình sống mình cũng thật thà, nhà người ta cũng quý mình. Là cô sống là ở nhà đó làm dâu nhà đó luôn? Làm dâu không, nó ở riêng, mẹ nó ở riêng. Nó có nhà đi. Anh như sao nó? Ông giờ thì hết rồi. Ai giờ biết thì, được. Giờ thì không còn. Thế là cô là có một cái sở thích là chuyên là quen trai trẻ? Không, trai trẻ giờ nói chung là mình, người ta không lo cho mình cũng chẳng thích, không thích. Mình toàn làm tự, mình làm đến đâu mất hết. Nhưng đâu. Mà khi mà chàng trai nó dắt cô về nhà, người mẹ của chàng trai có nói gì không? Tự cái độ tuổi chênh lệch quá cao. Lúc mà chị gái đó với lại mẹ nó lúc đầu phản đối. Sau rồi phải chịu luôn. Sau rồi phải chịu. Tại vì nó sao ngăn cản được tình yêu được? Nó mẹ nó với chị nó phải chịu. Không ai nói, dám nói tiếng gì chết nó. Sao thế? Tại vì nhà có hai thằng con trai, nhưng mà chị gái là ba. Nhưng mà nhà nếu mà không chịu thì nó quậy. Nhưng mà mỗi tụi ghen quá. Ghen không tưởng tượng được. Ghen mà người nhỏ con, cô có hình chụp hình để lại mà. Khi nào để cô có dịp cô đi lên đây. Mỗi lần mà cô sửa soạn một cái là chàng trai đó nó nổi cơn lên liền ha. Cô nói chung là nay là cô không có chủ bụng là cô chỉ đi tìm con thôi. Tuần mà có cái mà ghen gì? Trời ơi, mỗi tội ghen quá không chịu được. Ừ. Nói chung là người đàn ông mà ghen quá mình không. Thế thì cô có cái bí quyết hay cái tuyệt chiêu gì không? Mà sao toàn những thanh niên ít hơn cả một hai con giáp thích cô hay vậy? Cô chuyển lại cho con chút ấy. Cô có bí kíp gì không? Cô có gì đâu. Chắc cũng có bài đấy. Nói chung là mình sống mình cũng thật lòng với người ta thì người ta thích bí kíp không? Có bí kíp kia không? Tại vì đâu đấy nói
đúng tâm đen này, chắc cũng có bí quyết riêng đúng không? Cũng cũng có chút. Thì mình đàn bà mà mình bằng này tuổi rồi thì mình cũng phải kinh nghiệm hơn tí, biết trẻ con. Nào mà thanh niên ít hơn cả hai con giáp mà còn thích thì biết rồi, hơn hai giáp ấy nhỉ? Hơn hai giáp. Trời ơi, cô đẳng cấp á, con phải nói cô đẳng cấp ấy. Ba con. Nhưng mà đúng chính xác là ba con giáp á cô. Đó. Nhưng mà thanh niên đó là tán tỉnh cô hay là cô tán tỉnh thanh niên đó? Hồi đầu ấy là cô đi bán nước, xong là cô bán cà phê là anh ta đi đặt cơm cô. Cô đi bán xong là cứ buổi sáng vừa dịch mà tái định cư đấy là cô cứ đi về, cô nấu thêm 30 phần cơm nữa. Buổi sáng là cô cứ dậy sớm 3 giờ cô dậy đi chợ, chẳng ai đi chợ được như cô. Cô đi vào cô mua cá, thịt, rau, cỏ các loại, cô về cô bán ở nhà. Cô đi bán dạo một lúc khoảng vài lít cà phê xong bắt đầu cô đi về. Về cô nấu mấy chục phần cơm, ai thích đặt cơm cô thì đến quán mà lấy. Rồi thanh niên đó là ăn cơm của cô? Lại đặt 10 phần cơm, xong cô rồi làm 10 phần cơm. Xong rồi nó tán cô rồi hay là cô tán nó? Cô tán. Không, nó tán mình chứ mình làm sao. Với mình mới quen rồi mình mới nhờ mua rượu. Mình mới bảo là chở hộ rượu. Rượu lên xong là dần dần mới quen. Thế lúc ấy cô bảo là chở cháu ơi, chở hộ cô hay là anh hay là em hay sao? À lúc đầu thì nó bảo là gả con gái cho nó. Mình bảo có cháu gái thôi chứ không có con gái. Thế là nó bảo là vậy thì cháu gái cũng được. Thế lúc đầu gọi con nhưng sau đó lại tự nhiên nó ngủ nhà anh nó, xong nó mới chạy xuống nhà mình đêm rồi nó bỏ ra trên ấy, mưa dột không ấy được thì cho nó xuống đây ngủ nhờ. Trời nó phóng lên nó ngủ nhờ. Cái xong nó quen. Xong rồi đêm hôm đó, xong rồi đêm hôm đó, đêm hôm đó trời mưa to không? Mưa to dột. Xong rồi ai, xong rồi sao nữa? Xong là nó xuống thì nó bảo nó ngủ giờ thì mình cũng móc võng cho nó ngủ nhờ. Thì biết là ngủ nhờ rồi nhưng mà đêm hôm đó là dính vào nhau luôn. Chứ mình có biết gì đâu. Ý là dính ngay đêm hôm đó luôn. Mình thì ngại. Rồi thế là cô bẫy thanh niên này rồi. Người ta chứ mình cũng. Thế cái đêm hôm đó là ai mò tới ai trước? Nó mò. Trời ơi. Nó mò nó bảo là trời mưa. Thì thanh niên làm võng nửa đêm mò vô hay là chập tối nó mò vô luôn? Lúc 11 giờ mấy rồi nó mới bảo là trời mưa to không có chỗ ở. Rồi. Cho nó xuống đây nó ngủ nhờ mắc võng. Thì mình cũng thật thà mình đi mắc võng cho nó nằm. Còn mình thì nằm ở giường rồi. Mình đi mắc cái võng mà nó không nằm, nó nhảy xuống giường. Nhảy lên giường là rồi dính luôn. Mình thì mình ngại. Nói chung là mình. Thế hôm đó tối hôm đấy là mấy cái? Ôi, một cái thôi chứ mấy cái. Ôi trời ơi, thế là ngay hôm đầu tiên là cũng chưa có tình cảm gì hết mà đã một cái rồi. Quen lúc mình có quen gì chẳng quen mình không biết là mình quen đâu, mình đâu có nghĩ rằng mình quen như vậy. Từ từ xong nó mới quen thôi. Nói chung là cô cũng đẳng cấp. Ngại nói chung là đầu tiên mình ngại chứ mình không biết là mình nó hỏi ngủ nhờ, mình thật thà mình đi mắc võng cho nó ngủ nhờ. Mình cũng phải có ý định quen. Trước cái gì không vậy? Mình không bao giờ mình quen mình không có ý định bố ai mà dám một người phụ nữ mà dám cho thanh niên vô nhà ngủ. Nó nói là nó là con mình, làm sao mà mình lại không cho. Nó nhận nó là con mình thật rồi. Thế thì thanh niên nó mò vô giường cô, nó nói sao câu đầu tiên nó nói là nói cái gì? Mình bộ tội thế vậy người ta cười chết. Nó là con mà đi vô giường mẹ mà ngủ thế này thì chết rồi. Xong rồi nó là thanh niên nó nói sao? Nó bảo kệ người ta, ai nói gì nói. Nó đâu có vợ đâu mà sợ. Nó vợ nó bỏ đi 8 năm rồi. Thế là nó bảo là cười mà hơi cái răng. Thế là lao vào nhau luôn. Nó bảo là nó thanh niên nó còn không ngại nữa mình. Thế là cô ok luôn? Mình có, nói chung là mình không có cảm giác gì. Lúc đầu mình đâu có cảm giác gì, mình quen nó đâu. Mà vừa sau nó ghen quá, mình sợ, sợ phải trốn đi. Thế khi mà cô quen cái thanh niên đó thì con cái cô có biết không? Con cô nó, cô chỉ nói là cô bán hàng ở đây, cô nhiều, nhiều con lắm. Thế thì đứa con dâu nó mới bảo là chị bà nội bữa nay nhiều, nhiều con không cần đến cháu rồi. Đấy. Rồi được rồi. Thì nói chung là câu chuyện của cô cũng khá là đặc biệt. Thì thôi, nói chung là cũng tùy duyên cô ha. Đúng rồi. Nhiều khi tình cảm đến đó mình đâu biết được ha. Thì hôm nay cô lên đây là cô cũng muốn tìm một cái tình cảm mới cho nó phù hợp, cho nó gắn bó lâu dài nhá. Đúng rồi. Thì anh em tụi con sẽ giúp cô làm điều đó ha. Đúng rồi.
rồi cũng nhờ các nếu vậy thì hôm nay cô lên đây cô tuyển chồng thì độ tuổi thì không quan trọng đúng không, bao nhiêu cũng được hết đúng không, người nào phù hợp với mình. Ba con giáp mà còn chấp thì nói gì nhưng mà người ta có phải thương mình rồi thương là được đúng không, nói chung là cô là cái điều kiện đầu tiên là thương cô là được, còn độ tuổi thì bao từ 18 cho đến hết đóc. Ba con giáp mà còn chơi được là không, nhưng người ta phải là nhìn phải có cái cảm giác. Thôi được rồi. Trước mắt là như vậy đi. Lấy cái vậy không được. Một đêm trời mưa mà cô còn lấy được nó lo gì. Điều này lên đây thì con xin phép hỏi cô là cô có cam kết tất cả những thông tin cô chia sẻ là đúng và cô chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Đúng, cô thì nói chung là cô độc thân thật. Là đúng hay sai? Đúng không? Không rồi. Có một cái gì ai ràng buộc. Là đúng nhá. Và rồi cô có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của cô để chia sẻ lên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, cô đồng ý không? Đúng rồi. Cô đồng ý ha? Đồng ý. Cô thì không có cô trả lời cho con. Đúng rồi. Cô đồng ý nhá. Rồi cảm ơn cô. Và thay mặt anh em ở đây cũng xin chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và đặc biệt sớm tìm được một người yêu thương của mình ha. Rồi cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện khá đặc biệt ngày hôm nay. Mọi người đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Thôi chào các bạn. Cô đẳng cấp đấy. Nói chung là cô kể cái tình đời vậy thôi chứ cô thì. Bên Huy Hùng có bán là nước cốt nhàu chuyên điều trị đau nhức, nhức mỏi xương khớp và tê nhức chân tay, thoái hóa khớp, ổn định huyết áp, sử dụng rất là hay, có nhiều người đã sử dụng và khỏi bệnh. Một quý vị mua hàng thì hãy gọi điện qua số điện thoại trên màn hình và Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Còn đây là một ý kiến phản hồi của một cô khán giả đã sử dụng và cô đã khỏi bệnh và cái tình trạng tiến triển rất là tốt. Xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe. Ngày thứ năm rồi mà quay shop kiểm tra lại cái đơn hàng tôi lên của Lê Hưng ở thôn Nam Nam Sơn của làng Thanh Hóa để đi chưa? Dạ, thế hôm trước chị uống được mấy chai rồi? Uống một chai mà cũng thấy đỡ đó, có tiến triển đó. Có tiến triển hả? Thế là chị bị tình trạng thế nào? Đau nhức xương khớp ạ. Đau nhức xương khớp mà uống một chai xong là thấy nó bớt nhiều không? À, cũng gọi là mới có cái hiện tượng thôi, bởi vì là uống vào một hai ngày đầu nó không thấy gì, nhưng mà uống về sau thì nó lại đau tăng nhưng mà đến mấy cái ngày cuối cùng là thấy thì đỡ một tí rồi. Rồi vậy là tốt rồi đó, vậy là cũng tiến triển tốt ha. Rồi vâng. Thì em chị ở Thanh Hóa thì giao hàng khoảng tầm 4 ngày sẽ có chị nhá, để tí em kiểm tra lại đơn nhá. Vâng, tôi thì tôi đặt rồi đấy, nhưng mà bốn xong rồi năm nay ngày thứ năm, đặt ngày thứ năm rồi. Dạ rồi, thì chắc là nó đang tới rồi, tí em kiểm tra lại đơn rồi em báo lại cho chị nhá. Tốt vâng, là, vâng. Bớt là tôi là tốt rồi đó, là chị giới thiệu cho em nhá. Một chai đã uống nửa tháng còn đúng với điều lượng xếp nhỉ? Đúng rồi, nửa tháng là đúng rồi đó chị. Vâng. Rồi em cảm ơn chị nhá, tí em kiểm tra lại đơn rồi em báo cho. Vâng, rồi, cảm ơn. Rớt là tốt rồi, cảm ơn chị, chúc mừng chị nhá. Vâng. Rồi.